Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Trình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt với ký giả Phạm Trần về việc nhà cầm quyền Trung Cộng ra lệnh đình chỉ hoạt động của giàn khoan Hương Hải Dương 981 và rút lui về vùng biển Hải Nam sau 75 ngày hoạt động. Lý do tại sao nhà cầm quyền Trung Cộng rút lui và phản ứng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như thế nào sẽ được trình bày sau đây qua bản tin của ký giả Phạm Trần. Kính mời quý khán thính giả theo dõi. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay liên quan đến việc Trung Cộng đã rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam vào chiều tối ngày 15 dạng ngày 16 tháng 7, tức là vào chiều ngày 15 của giờ Hoa Kỳ. Theo thông tấn xã của Trung Quốc cho biết, thì giàn khoan này đã hoàn tất cái nhiệm vụ đào và tìm kiếm dầu khí ở vùng biển được gọi là vùng biển của Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Việt Nam thì đã quyết liệt chống đối cái giàn khoan này kể từ ngày 2 tháng 5 khi giàn khoan Hải Dương được di chuyển sâu vào bên trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và trong suốt 75 ngày qua, các tàu của Việt Nam đã bị các tàu của Trung Quốc bao vây và tấn công liên tục. Chưa bao giờ trong suốt thời gian này, các tàu cảnh sát biển cũng như là các tàu đánh cá của Việt Nam có thể tiếp cận gần cái giàn khoan 981, ít nhất là vào khoảng từ 10 cho đến 15 hải lý. Không bao giờ các cái tàu của Trung Quốc đã cho phép các tàu Việt Nam đến gần cái giàn khoan 981. Lý do thông tấn xã của Trung Quốc cho biết được di chuyển cái giàn khoan này về đảo Hải Nam là vì thời gian có bão và cái trận bão được gọi là thần sấm hay là Ramasun đang đổ bộ vào vùng biển Đông từ phía Philippines. Vì vậy các giàn khoan ở vùng Đông Nam Á đã được báo động và đặc biệt giàn khoan của Trung Quốc đã rút lui. Tuy nhiên phát ngôn viên của Trung Quốc là Hồng Lỗi cho biết là quyết định rút giàn khoan không có liên quan bất cứ yếu tố nào từ bên ngoài. Và Hồng Lỗi trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 7, cho biết là bước tới thì doanh nghiệp hữu quan sẽ nghiên cứu ấn định phương án làm việc cụ thể giai đoạn mới trên cơ sở nghiêm chỉnh phân tích và đánh giá tư liệu địa chất đã giành được trong các tác nghiệp này. Theo đó thì cái giàn khoan Hải Dương 981 đã đào hai giếng dầu. Cái giếng dầu thứ nhất đã hoàn tất vào ngày 27 tháng 5 và cái giếng dầu thứ hai hoàn tất vào ngày 15 tháng 7. Và như vậy là họ đã hoàn tất hai giếng dầu và theo các chuyên viên của Trung Quốc thì cả hai cái giếng này đều có dự kiến khai thác dầu và dầu khí. Tuy nhiên họ không có biết là cái mức độ chứa đựng được bao nhiêu ở tại mỗi giếng dầu. Và theo phát ngôn viên của Trung Quốc cho biết là những cái bước tới tiến của bước việc làm mới của Trung Quốc sẽ tùy thuộc vào cái quyết định của các chuyên viên đối với cái giàn khoan Hải Dương 981. Trong khi đó thì ở bên phía Việt Nam phản ứng rất dè dặt. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã triệu tập một phiên họp của chính phủ. Phiên họp này không có đặc biệt nói về cái giàn khoan. Tuy nhiên, cái biến cố của giàn khoan rút lui đã được ông Dũng tuyên bố là ông Dũng yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền và quyền tài phán trên biển của Việt Nam. Và ông Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại là Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và cùng phát triển. Với tinh thần đó, theo lời của Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các bên liên quan đàm phán hòa bình, giải quyết các tranh chấp trên biển theo luật pháp quốc tế. Và là người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Hải Bình thì đã yêu cầu Trung Quốc không được đưa cái giàn khoan Hải Dương 981 trở lại và đồng thời cũng không có đưa bất cứ một cái giàn khoan nào trở lại Việt Nam trong cái thời gian sắp tới. Tuy nhiên theo lời của ông Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an thì cho biết cái việc rút giàn khoan 981 chỉ là một chiến lược nhất thời của Trung Quốc và ông nói rằng Trung Quốc sẽ còn có nhiều các hành động nguy hiểm hơn và sẽ đưa nhiều giàn khoan xuống trong vùng Biển Đông trong thời gian sắp tới. Và ông yêu cầu nhà nước Việt Nam phải cảnh giác
và phải đề phòng mọi biến cố xảy ra, đặc biệt là những việc xây dựng các căn cứ của Trung Quốc và đảo nhân tạo ở vùng Trường Sa mà họ đã chiếm được của Việt Nam vào khoảng 8 đảo và đá ngầm bây giờ ở tại nơi những cái vùng này. Theo lời của ông Thiếu tướng Lê Văn Cương thì Trung Quốc đã lập các đảo nhân tạo và sẽ